Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác yêu âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Anh em và các bác đang được thưởng thức chất âm của cặp combo loa 3 đường tiếng, một đôi bát, một đôi chung và một đôi chép giấy. Ngoài ra thì có thêm một cặp phân tần anh em nhé. Đó. Bát cực kỳ chắc luôn. Dạ vâng, anh em vừa nghe một đoạn là Tết ngắn em gửi đến anh em bác. Đó, anh em nghe chưa vào thùng mà bát đã đánh lực như vậy rồi. Chép chưa vào thùng, chưa cầm vào thùng đã cực kỳ tí tách luôn. Đó, và trước mắt anh em và các bác thì đây là một combo loa 3 đường tiếng gồm một cặp bát 20 màu đen của Pioneer. Đây, bây giờ sẽ quay cho anh em trực tiếp luôn. Thì trên tay em thì đang là một cặp chép của một cặp bát 20 của Pioneer mặt đen. Đây, anh em nhìn Pioneer P8802. Đó, 91 decibel, lấy độ nhạy nhá. Và trở kháng là 8 ohm, cực kỳ dễ để anh em phối ghép loa này. 200W. Đó. Cặp này thì có mức giá là 1.450.000 đồng. Đấy, bây giờ em sẽ đo luôn cho anh em để anh em về có thể đóng thùng, gióng thùng hoặc là thay thế cực kỳ phù hợp luôn. Mặt loa con này thì em không nhầm thì nó là 20cm. Mặt 20. Đây, đường kính cả vành của nó từ về vành bên này sang vành bên này là tầm 20,5 em bác nhá. 20,5. Và đặc biệt hơn là con này đánh bát cực kỳ chắc, anh em nhìn từ cái gân này, gân cao su này. Đấy, cực kỳ mềm luôn. Nên là đánh nhạc vàng, nhạc bolero thì quên sầu luôn ạ. Đấy, một cặp này thì có mức giá là 1.450.000 đồng cho một đôi. Đó. Tiếp theo đến cặp chung chung mid 12. Đấy, chung mid 12, tại sao em nói chung mid 12? Đấy, con này là model sản phẩm là P6608. Đấy, 100W, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 90 decibel. Ngoài ra con này thì bọc khử từ anh bác nhá, được bọc khử từ. Đấy. Trung hở. Dành cho anh em nào mà thích nghe tiếng mid mà mạnh hơn một chút. Đấy, đo luôn cho anh em cái về ngang này. Con này tại sao em nói là trung 12? Đấy, con này là trung này, bên trong nó là 12 nhưng mà vành cả vành của nó này từ trái sang phải của nó là 14,5 anh bác nhá. Đấy, mặt loa đấy ạ. Mặt loa là 14,5. Đấy, còn củ từ. Hiện tại thì em đang quay một tay nên là sẽ hơi khó để anh em nhìn. Đấy, bọc khử từ này, anh em nhìn hầu như là sẽ không dính luôn. Củ từ của nó là 8,5cm anh em bác nhá, 8,5cm. Đấy, tiếp theo đến cặp chép giấy của Pioneer. Cặp chép giấy này thì nghe cực kỳ tí tách và lóc cóc. Anh em nghe đoạn test ngắn em vừa gửi đến anh em thì anh em biết rồi đấy ạ. Đây, Pioneer P9TVK. Cặp này thì có mức giá là 500.000 đồng cho một đôi. Đấy, màng giấy nghe nhạc vàng thì quên sầu luôn. Để bằng trong tất cả các dòng chép thì màng giấy nó là nghe nhạc nó là tuyệt vời nhất. Đấy, cặp chung 12 này thì có mức giá là 850.000 đồng cho một đôi. Đây anh em nhìn, đàn hồi cực kỳ ổn định. Ngoài ra thì một cặp phân tần 3-way 503 thì có mức giá là 430.000 đồng. Đấy, có anh em nào mua cả combo trọn vẹn thế này, đấy gồm một đôi bát này, một đôi chung này và một đôi chép này thì có mức giá là 3.200.000 đồng, được chưa ạ? Combo đã đầy đủ. Đấy, trên 3 triệu đồng anh em đã sở hữu một cái combo cực kỳ hoàn chỉnh. Đó. Và giờ mời anh em tiếp tục thưởng thức và thẩm âm và cho em lời nhận xét ở cuối video nhé. Cảm ơn anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh và bác trong video tiếp theo. Combo này thì có mức giá là 3.200.000 đồng. Đấy, anh em quan tâm đến cái cả combo này thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.